Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Solar Channel. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi review cái chiếc flycam là Flyme X8 Pro này. Đây là chiếc flycam của cái dòng Flyme của hãng Xiaomi. Thì anh em nào mà chúng ta chơi flycam nhiều năm thì anh em sẽ biết là Xiaomi thì cũng có một cái dòng Flyme X8 này cũng ra mắt rất là lâu rồi, từ 2018 cho đến 2020 và 2022. Thì cái con Flyme X8 2022 thì nó có hai phiên bản V1 và V2. Thì hiện tại thì đầu năm 2024 này hãng đã tiếp tục là cải tiến và cho ra cái con là X8 Pro thêm cái đuôi Pro đằng sau nữa. Thì đây là một chiếc flycam gần như là chất lượng nhất của cái hãng Xiaomi tính đến thời điểm hiện tại anh em nhé. Có hai phiên bản là bản đơn và bản combo. Bản đơn mình đang có trong tay đây, có mức giá là 14.500, và bản combo thì nó sẽ có thêm một pin. Nó có thêm một pin anh em nhé, tức là tổng hai pin á, thêm ba lô và thêm một cái phụ kiện gọi là cái loa đàm thoại và mang vác đồ vật. Một cái phụ kiện thì mình sẽ giới thiệu với anh em sau. Cái bản combo đó là 16.900, 14.500 là cái bản này, bản đơn. Thì xem thử là trong một cái phiên bản flycam như thế này, lần này thì Flyme X8 Pro nó có những cái gì đặc biệt anh em nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi review. Đây, chúng ta cùng thấy là khi mở hộp ra các bạn thấy là một cái gam màu từ drone cho tới tay cầm rồi các thứ hả. Cái hãng này thì cái màu chủ đạo của nó là màu trắng xưa giờ rồi. Và bây giờ mình sẽ lấy lên cái thành phần, từng thành phần ha. Đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta. Ôi chua, chiếc flycam. Ồ, khá là nặng anh em ạ. Đầm, trọng lượng của nó thì 780g với viên pin thường. 780g là pin thường, còn pin plus là sẽ là 830g. Nó có một cái pin plus nữa thì ở trong bộ combo nếu chúng ta mua combo. Trọng lượng với gần 800g như thế này thì cho được cái độ đầm và chắc. Con này thì bay khăn gió theo lý thuyết là cấp độ 8 anh em ạ. Cấp độ 8 nhá. Cấp độ 8 là có thể vận tốc gió đạt 60 km/h đó. Cực kỳ là khỏe luôn. Bay biển, bay đồi núi thì có thể nói là đây là một sự lựa chọn mà có là cực kỳ là an tâm và tin tưởng luôn. Mình nghĩ là không, cái độ kháng gió nó không thua kém gì so với Mavic 3 của DJI cả. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Đó, còn tiếp theo thì mình sẽ lấy lên là tay điều khiển này. Đây sẽ là tay điều khiển. Nó remote điều khiển, các bạn thấy quen không? Vẫn là cái kiểu dáng thiết kế cũng như là cái modem kiểu như vậy ha. Đó, chúng ta thấy được là nó sẽ kéo ra một chút này để anh em kẹp điện thoại vào đây. Đó, kẹp thoải mái luôn, mình nghĩ là kẹp cả iPad cũng được luôn anh em ạ. Đó, và trên cái tay điều khiển này thì nó thiết kế là có một cái nút home chỗ này này, nút nguồn này, hai cần cho thích gắn lên đây điều khiển đó, cho cần cho thích này, và có một cái nút chỗ này nữa. Hai anten anh em sẽ bẻ lên này. Thì trên đầu đây nó sẽ có là hai cái núm xoay. Đây là mặt sau của cái tay điều khiển này. Hai cần cho thích thì nó nhét trong đây, anh em sẽ lấy ra để chúng ta gắn lên hai vị trí này. À, phía dưới này nó sẽ có cái cổng ha. Cổng USB và cổng micro USB để sạc pin. Đó, đấy là cái remote điều khiển. Và với con X8 Pro này thì nó còn có một cái phiên bản là với cái remote smart, là một cái tay cầm có màn hình. Thì mình sẽ giới thiệu với anh em, review với anh em sau ha. Rồi, tiếp theo thì trong bộ sản phẩm này chúng ta còn có những cái phụ kiện. Ở đây là cánh dự phòng. Chúng ta sẽ có cánh dự phòng, ba cặp cánh này. Ba, một bên là ba cặp cánh, và bên túi này cũng sẽ có ba cái cặp cánh khác, ba cặp thuận và ba cặp cánh nghịch. Đó, có nghĩa là chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 bộ cánh thay vào trong cái con flycam này, thì chúng ta còn dư hai cặp ha. Tiếp theo thì anh em sẽ có ở đây đó là dây cáp kết nối điện thoại với lại là tay điều khiển này. Chúng ta sẽ kết nối điện thoại với cái remote bằng dây cáp đây, thì chúng ta sẽ có điện thoại iPhone này, điện thoại cổng mà micro, điện thoại cổng cũ này, Android cổng cũ, Android cổng Type-C này. Đó, thì ba sợi dây. Chúng ta sẽ có cái adapter để sạc pin cho flycam ha. Đây là cái bộ adapter sạc pin cho flycam. Adapter 17.6V thì tương ứng với cái điện áp của cái viên pin thường luôn là 17.6V. Đó thì đây là adapter sạc pin, và chúng ta sẽ có một cái, anh em đây thì sẽ có là dây. À, dây này để mà cái dây này thì gắn vào cái adapter để gắn vào điện 220 để chúng ta sạc này, cái chỗ này. Còn đây là một cái
sợi dây thì đầu micro và đầu USB này. Đó, dây này thì chắc là phụ kiện để chúng ta có thể là ghép nối cái gì đó đây. Sách hướng dẫn sử dụng của Flycam Film X8 Pro 2 cuốn ha. Và trong đây nó có mã QR để chúng ta quét cái mặt sau của cuốn sách này. Anh em nào mà chúng ta muốn quét nhanh thì đây, quét vào đây. App tên là Filmi Navi 3.0. Đó. Rồi. Vậy là mình vừa mới unbox cái bản đơn con Filmi X8 Pro 2024 anh em nhá. Tất cả đây là những cái thành phần trong cái bản, trong cái bộ sản phẩm này mà chúng mình vừa mới mở ra. Đấy, chúng ta sẽ có nhân vật chính là con drone này, tay cầm điều khiển này, adapter sạc pin này. Đó, dây cáp ba sợi dây, một cái sợi dây cáp như thế này. Cái 6 bộ cánh này mà chúng ta lắp lên con Flycam này, mất 4 bộ thì chúng ta chỉ còn dự phòng là 2 bộ thôi. Bởi vì lấy Flycam khi anh em mở ra là nó chưa có lắp cánh này, anh em thấy này. Nó sẽ đóng bằng những cái miếng xốp như thế này. Chưa có lắp cánh thôi. Đấy, chúng ta sẽ tháo này ra và chúng ta sẽ lấy cánh lắp vào. 6 bộ thì chúng ta lắp lên 4 bộ ha. Và cánh thì nó sẽ có hai loại là thuận và nghịch anh em ha. Chỗ này này, nó có một cái gạch, hai gạch ngang mờ mờ màu xám đấy anh em. Còn cái này thì không ha. Đó, chúng ta thấy chỗ này có gạch mờ mờ này, hai cái chỗ này không. Thì anh em thay thì chúng ta sẽ phải thay tương ứng với cái trục mà nó có biểu thị cái biểu tượng gạch này luôn này. Cái trục này nó có một cái gạch mờ mờ này. Trục này thì không ha. Trục có gạch thì anh em sẽ phải thay bằng cái lắp cái cánh và nó có cái gạch ngang này vào trong cái trục đó tương ứng ha. Đó thì chúng ta lắp cho nó chuẩn ha. Hai cánh nó chéo nhau, hai trục chéo nhau thì sẽ lắp cánh giống nhau. Đây ví dụ mình sẽ bung hết cánh cho anh em xem. Đó. Flycam thì đây, hai cánh này là thuận này, hai cánh chéo này là nghịch. Đó thì hai cánh này, hai cái trục này lắp cánh giống nhau, còn hai trục chéo này lắp cánh sẽ giống nhau ha. Đó thì chúng ta sẽ nhấn xuống và xoay thôi. Đây anh em cùng xem này. Mình sẽ cho em xem cận cảnh này. Đó, cái motor nó là như thế này. Thì ở đây cái cánh nó sẽ có ba cái ngàm như thế này, chúng ta sẽ nhấn vào ướm đúng ba cái lỗ ha. Đó. Ướm đúng ba lỗ này. Nhấn xuống và xoay ngược lại một chút. Đó. Nhấn xuống và lách qua một chút thôi là ok, là nó đã chắc chắn nằm trong cái trục này rồi. Trọng lượng như mình đã giới thiệu là 780g với pin thường, 380g với pin plus. Cầm lên nó rất là chắc, chắc tay. Đấy, rất là đầm. Anh em thấy là với cái kiểu dáng thiết kế mình cũng thấy khác so với cái con Filmi X8 phiên bản đời trước. Có một chút cách điệu về cái phần lưng của nó này, nó đường nét hơn. Nó làm chỗ này nó khác đi chứ không phải là nó chỗ này nó lõm xuống này. Ở giữa đây thì nó hơi nhô lên. Đó, chứ không phải là một đường thẳng giống như là cái phiên bản trước ha. Và mình thấy là cái mặt trước của con Flycam này vẫn giống ha, vẫn giống với kiểu trước. Có cảm biến vật cản anh em nhé. Con này cảm biến vật cản 3 chiều, tức là đằng trước này anh em thấy sẽ có hai cái mắt cảm biến này. Tôi nhìn kỹ sẽ thấy đằng trước và đằng sau có hai mắt cảm biến đằng sau. Chỗ này. Đấy, đây. Và cảm biến ở phía dưới bụng. Đó, biến ở phía dưới bụng nữa. Đó. Là cảm biến 3 chiều trước, sau và phía dưới bụng. Cụm camera có một cái gọi là cái gimbal cover, bảo vệ gimbal màu trong suốt này. Chúng ta nhìn rõ được cái camera bên trong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bật nhẹ cái chỗ này lên, bật lên. Chúng ta cắm này, bật lên. Đấy, là anh em đã tháo được cái này. Chúng ta làm nhiều lần thì sẽ quen thôi. Lần đầu thì hơi khó khăn một chút. Rồi, giới thiệu với các bạn thì đây là cái cụm camera của con Filmi X8 Pro này, gimbal 3 trục chống rung ha. Đấy, và anh em thấy có một điểm khác biệt này. Mắt camera nó đã in cái thông số là cảm biến ở đây, 1/1.3 inch. Cảm biến CMOS giống hệt với cảm biến của con Mini 3 anh em ha. 1/1.3 inch, tức là gần 1 inch đó. Đó, rất là tốt rồi. Cái này là một cái cải tiến so với cái chính cái con Filmi X8 đời trước. Đó, và có logo của Filmi ở đây luôn. Cụm camera với gimbal chống rung 3 trục ha anh em. Con này thì quay tối đa là 4K 30 frame ha. Chụp ảnh 48 megapixel. Đó, khẩu độ là f1.7 và tiêu cự là 24mm. Những thông số khá là chuẩn, rất là tốt để mà chúng ta quay phim rồi.
chúng ta cùng quan sát cái khoang gimbal khá là rộng rãi để cho cái camera nó cử động ha. Anh em thấy là cái phần thiết kế của nó rất là tinh xảo ha. Đấy là anh em nhìn kỹ nó rất là, có thể nói là một cái kiểu dáng nhìn rất là sang trọng và tinh tế luôn á. Không có nhiều cái chi tiết thừa cũng như là rất là gọn gàng. Ở đây là cái mặt giữa của nó anh em này, khá là nhiều cảm biến ha, cảm biến quang, cảm biến siêu âm, rồi là cảm biến vật cản luôn. Các bác sẽ nhìn kỹ ở chỗ này, nó có những cái lỗ nhỏ nhỏ này, đó là những cái vị trí để nó thoát nhiệt, tản nhiệt, nó thiết kế tối ưu hơn. Cái phần này là cũng không phải bằng chất liệu nhựa đâu các bạn, đây là bằng hợp kim nhôm, thì nó cũng giúp thoát nhiệt tốt hơn so với cái chất liệu nhựa ở bên trên. Phần này cũng vậy. Ở phía dưới đuôi này thì cũng có những cái khe tản nhiệt này. Đây là hai cái cảm biến sau ha. Đây có một cái đèn led này. Đó. Và anh em sẽ gắn một cái, nó có một cái phụ kiện đi ngoài cái miếng, và nó có một cái móc, anh em sẽ ghim vào đây để chúng ta móc cái đồ vật vô và anh em di chuyển và em thả nó. Một cần phải là cam mà nó ứng dụng trong cái công việc rất là tốt này, mang vác đồ vật, và nó có một cái bản có loa điện thoại cũng gắn vào cái vị trí này luôn để chúng ta truyền đi những tập tin âm thanh ha. Nói chung là đây là một chiếc flycam mình nghĩ rất là tối ưu trong cái công việc, sử dụng công việc đấy anh em ạ. Là bay ở nhiều cái địa hình khắc nghiệt ha. Thì chúng ta sẽ có là viên pin ha. Phía trên lưng của nó thì anh em sẽ tháo pin lên bằng cách là chúng ta sẽ bóp giữ vào hai cái ngàm ở hai bên hông này để, đấy, và chúng ta rút thẳng lên cái viên pin của nó. Rồi, đây là khoang chứa pin của con Fimi X8 Pro này. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó có những cái thông số về pin ha. Pin 3800mAh này, 15.4V này. Pin này là pin 4 cell anh em ạ. Pin lipo 4 cell nhá. Tức là nó cho cái sự mạnh mẽ hơn, khả năng hoạt động, và nó chịu nhiệt mạnh mẽ hơn so với cái pin 3 cell trước đây của cái con này. Nâng cấp lên 4 cell. Với dung lượng 3800 thì theo lý thuyết nó bay là khoảng tầm 29 phút là tối đa với con pin thường này. Còn pin Plus thì là 5000mAh và nó bay đâu đó tầm hơn 40 phút. Chỗ này là tiếp xúc, chân tiếp xúc pin. Mã vạch rồi các thứ ha. Rồi và anh em thấy thì nhìn tổng thể anh em thấy thế nào? Rất là bự ha. Thiết kế bự và đầm. Bay kháng gió rất là tốt. Ưu điểm con này là kháng gió tốt này. Pin thì anh em thấy là cũng có một thiết kế khí động hỏng luôn này. Khe tản nhiệt ha, hai bên hông. Đó. Nó là cái hãng Xiaomi này đã nghiên cứu tới việc là thoát nhiệt cho pin pin luôn này. Tối ưu ha. Và chỗ này là có đèn led này, đây là nút nguồn pin ha. Chúng ta khởi động lên một chỗ này. Đó, anh em thấy là có một ít pin bên trong, bốn đèn thể hiển thị mức pin luôn. Pin thông minh lipo 4 cell. Đây là có những thông số của pin pin này. Một viên pin mà anh em thấy là cầm vô nó rất là chắc ăn và cái thiết kế nó rất là thông minh. Đó, đảm bảo an toàn cho người sử dụng luôn. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái tay điều khiển này, remote. Chúng ta có nút nguồn ở chỗ này anh em này. Đó, anh em nhấn hai lần nhá, nhấn thả A ngay và nhấn giữ thêm một chút để khởi động cái remote này lên. Chúng ta có nút return home này, gạt qua đây là có hình ngôi nhà trở về nơi xuất phát này. Hai cần cho tích chúng ta sẽ tháo ra và gắn lên cái hai vị trí này. Chỗ này là một cái cần cho tích tính năng và đây là cái nút tự động cất hạ cánh. Đây là một cái phụ kiện mà độc lập với con flycam này, nó là một cái loa đàm thoại. Nó gọi là megaphone, chúng ta sẽ gắn rời và nó cũng có một cái móc để chúng nó treo đồ luôn. Mình sẽ mở ra để gắn cho các bạn xem thử. Và chúng ta có thể di chuyển và gửi cho người nhận ha. Đây, các bạn sẽ thấy là cái vị trí phía dưới này, chúng ta tháo cái miếng này ra và cho các bạn sẽ gắn. Các bạn sẽ bật nút nguồn lên bằng cái chỗ này. Chúng ta sẽ nhấn hai lần. Các bạn nhấn thả và nhấn giữ thêm một chút. Đấy. Có âm thanh kêu lên và đèn led sáng lên anh em này, đằng phía sau đèn màu cam. Trước này, một bên xanh và một bên đỏ. Đấy, các bạn cũng thấy này, và gimbal ha, gimbal K3 sẽ có động tác là xoay xoay để kiểm tra. Đó, cụp lên cụp xuống các thứ. Đấy thì mình đã khởi động cái con drone này lên rồi. Và những cái đèn led anh em này, những cái đèn này thì chúng ta có thể tắt ở trong cái phần app kết nối nhá. Trên điện thoại chúng ta có thể tắt đi để anh em bay ban đêm này không có bị ảnh hưởng. Rồi và bây giờ thì mình sẽ
bật cái tay cầm này lên nha, chúng ta sẽ cũng nhấn như vậy, chúng ta nhấn vào nút này, nhấn thả và nhấn giữ thêm một chút. Đó, để nó kêu bíp lên là bật lên rồi. Hai cái cần joystick này thì các bạn sẽ lấy ra nhá. Lấy ra này và chúng ta gắn vào cái vị trí này. Đó. Đây cũng vậy. Đấy. Và anh em sẽ kẹp điện thoại vào đây. Điện thoại của mình là điện thoại iPhone thì mình sẽ sử dụng cái sợi dây cáp đi kèm bộ là dây iPhone, dây Lightning này. Và cái đầu này thì ba sợi dây thì nó đều như nhau là cổng USB rồi. Chúng ta sẽ mở cái vị trí này của tay cầm lên này. Và các bạn sẽ gắn vào đây. Đó. Và chúng ta sẽ gắn vào trong điện thoại này. Rồi, các bạn sẽ đưa vào đây nhé. Đấy, chúng ta sẽ luồn vào cái khe chỗ này này. Và kéo cái này ra để bạn em có thể là kẹp điện thoại vào. Đấy là như vậy. Đẩy lên một chút. Rồi. Anten thì bẻ lên. Đó, như vậy là gắn điện thoại lên. Cái này khá là rộng, em kéo ra nữa vẫn được luôn. Mấy cái dòng điện thoại lớn như iPhone 15 Pro Max gì đó thì gắn vô vẫn ok anh em ha. Đấy, và tay cầm cũng khá là chắc chắn ha. Tay cầm rất là đặc trưng của cái hãng Xiaomi này luôn anh em ạ. Cầm kiểu như vậy. Đó. Và hôm nay mình đã unbox với các bạn cái bản Flycam Fimi X8 Pro 2024 này. Đó, một chiếc Flycam có thể nói là cực kỳ là chắc chắn luôn. Kích thước bự này, đầm, kháng gió tốt này, cấp độ 8 luôn. Cùng với đó là có tính năng mới, đó là mang vác đồ vật và cũng như là có một cái loa đàm thoại. Mình sẽ test với anh em cái tính năng này ở một video sau ha. Con này có chất lượng quay 4K 30 frame, chụp hình 48 megapixel. Đó, khẩu độ tiêu cự các thứ thì giống hệt so với con DJI Mini 3. Và tầm sóng bay ra theo lý thuyết, theo hãng công bố đó là bay xa tối đa 15 cây anh em ạ. Đây là một con số rất là khủng khiếp rồi. Nên thực tế thì chúng ta cũng chẳng bao giờ bay tới cái con số này đâu. Mình nghĩ là trên thực tế thì bay đó tầm khoảng 4 đến 5 cây vừa đi vượt 4 đến 5 cây vừa đi vừa về, tầm khoảng gần 10 cây đã là quá là ok rồi. Với một viên pin đâu đó khoảng tầm 29 phút thì đáp ứng cho chúng ta bay ở cự ly nó thôi anh em ạ. Con này bay cao là 800m, cực kỳ khủng khiếp luôn, cái tầm cao thoải mái luôn. Ok, hẹn anh em ở video kế tiếp, mình sẽ đem ra ngoài bay thử, hướng dẫn anh em sử dụng, kết nối app các thứ anh em nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.